Công ty One Sin xin kính chào quý khách. Sau đây là motor để giảm tốc chân đế. Và đây là giảm tốc mặt bít. Và đây là thông số của giảm tốc. Chiều dài trục ký hiệu là P. Chiều dài của rắn cavet ký hiệu là Q. Chiều rộng tâm mố chân đế dọc trục ký hiệu là D. Ngang trục ký hiệu là E. Và sau đây là đầu giảm tốc khi chưa gắn motor vào.